trần và phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức thời sự cuối tuần này. Đầu tiên hết là Tổng thống Iran cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động nguyên tử của họ. Tin từ Tehran cho biết là Tổng thống của ta Iran là ông Ebrahim Raisi trong ngày thứ Bảy tuyên bố là Iran vẫn tiếp tục các cái việc phát triển nguyên tử của họ. Mặc dù là giữa lúc các cuộc đối thoại nguyên tử giữa Iran và của các quốc gia quyền lực trên thế giới vẫn còn tiếp tục bị đình trệ theo tường trình của giới truyền thông phát biểu trong buổi lễ đã đánh dấu ngày quốc gia của Iran về vấn đề kỹ thuật nguyên tử, ông tổng thống gọi là Khad Lai, tức là ông tổng thống gọi là cực tả, cực hữu này đã lên tiếng và nói rằng chính quyền của ông ta sẽ tiếp tục có những cái nghiên cứu về kỹ thuật nguyên tử một cách ôn hòa và những gì mà chúng ta biết được về kỹ thuật của nguyên tử không phải là chuyện mà mới gì cả và sự nghiên cứu của chúng ta sẽ nhắm vào các mục tiêu hòa bình và đi nó lệ thuộc vào cái đòi hỏi của tất cả các cái quan điểm đó là lời phát biểu của ông Raisi, người đã lên nắm quyền lực tại Iran từ hồi tháng 8 năm ngoái lời phát biểu của ông đưa ra giữa lúc mà Iran và các cường quốc ở trên thế giới đang tìm tìm cách quay trở lại cái hiệp ước nguyên tử năm 2015 vốn đã bị đình trệ việc lo ngại Iran có thể sẽ làm giàu chất uranium đủ khả năng để chế tạo vũ khí nguyên tử trong đó thì phía ông cựu tổng thống của hoa kỳ là tổng thống trump đã từng ngưng lại tất cả các cái hiệp ước này sau khi cáo buộc là iran đã vi phạm hiệp ước và trong buổi lễ ngày thứ bảy thì iran đã cho trình bày cái vấn đề gọi là những cái thiết bị nguyên tử về dân sự của họ bao gồm luôn một số những cái à, và, và những cái vật thể mà được à, cho thấy rằng là có thể có khả năng chế tạo các cái à, vật liệu về nguyên tử trong đó bao gồm cả chất uranium. Lãnh đạo của cơ quan nguyên tử của Iran là Mohammad à, Islami nói rằng Iran sẽ theo đuổi việc xây dựng một cái nhà máy nguyên tử mới à, gồm có 360 MW và trong đó có thể hỗ trợ cho à, vấn đề điện của tại Iran. Đây được xem là một trong những cái tuyên bố mới nhất của Iran liên quan tới vấn đề nguyên tử cùng một lượt cuộc chiến tại ukraine thì nga đã rút lại cái việc ghi danh của hai tổ chức nhân quyền nổi tiếng trên thế giới là amnesty international và human rights watch bản tin mới nhất cho biết là chính quyền của nga và bộ tư pháp của nga trong ngày thứ sáu đã, đã đã xóa bỏ cái việc ghi danh của 15 tổ chức trên thế giới trong đó bao gồm luôn cả tổ chức Amnesty International và Human Rights Watch à, theo phía nga cho biết thì các tổ chức này là đã có những cái hành động và vi phạm vào luật lệ của liên bang nga và do đó họ đã rút lại tất cả những cái môn bài hoạt động của các tổ chức này. Quyết định trên vẫn không cho biết chi tiết về họ vi phạm những gì. Loan báo vài ngày sau khi mà tổ chức Human Rights Watch cho biết họ đã thấy được một số những cái hành động vi phạm vào tội ác chiến tranh của Nga trong chiến gia trong cái cuộc chiến tại Ukraine và chính quyền đã có những cái sai lầm lầm khi họ chọn lựa là sẽ đóng cửa cho văn phòng của chúng tôi tại Moscow. Họ chấm dứt tất cả những cái tài liệu tập và làm việc của chúng tôi để mà công bố tất cả những vi phạm về nhân quyền. Tổng thư ký của tổ chức Human Rights Watch là Anes Kalama đã đưa ra bản xác minh chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực của chúng tôi để công bố về tình trạng nhân quyền của Nga và vi phạm nhân quyền của Nga trên toàn thế giới. Đây được xem là một trong những cái lỗ lực mới nhất của Nga nhằm ngăn chặn tất cả những tổ chức mà họ cho rằng là thân Tây Phương và thiếu thiện chí với Nga, không thể hoạt động tại Nga. Trong đó thì có gồm có 9 tổ chức tại Đức, cũng đã bị ngăn cấm không được phép hoạt động tại Nga và bị rút giấy phép và trong đó có thêm ba cái tổ chức từ Hoa Kỳ, một tổ chức từ Anh, một tổ chức từ Ba Lan và một tổ chức từ ở Switzerland tức là từ Thụy Sĩ. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Nga nhằm có thể ngăn chặn cái mà họ gọi là có những cái tin tức thiếu thiện chí đối với nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của nga ngày hôm nay thì cơ quan tình báo hoa kỳ cho biết rằng ông putin có thể sẽ sử dụng cái cuộc chiến tại ukraine để tìm cách xen vào cuộc bầu cử của hoa kỳ tổng thống nga vladimir putin có thể sử dụng cái việc mà ông joe biden ủng hộ cho ukraine để có một cái xác lệnh mới nhằm mở một chiến dịch xen vào cuộc bầu cử chính trị tại hoa kỳ đó là bản báo cáo của giới chức tình báo hoa kỳ đưa ra các cơ quan tình báo nói rằng Họ chưa kiếm được bằng chứng cho thấy là Putin đã cho phép là có thể gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tương tự như năm 2016 và năm 2020. À, tuy nhiên thì giờ đây Putin đã có những cái hành động mà cho rằng là à, và đã thúc đẩy cái cuộc chiến tại Ukraine một lúc gây gắt hơn để gây ảnh hưởng tới nền chính trị tại Hoa Kỳ. Việc này diễn ra giữa lúc mà cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ đang gặp áp lực người dân hoa kỳ đang tìm cách gọi là à, có được cái à, nguồn bầu cử minh bạch và trong đó là à, rất là nhiều những cái à, thông tin liên quan tới bầu cử vẫn chưa được rõ ràng giữa lúc mà trước đây tổng thống trump đã từng cáo buộc là đã có sự thiếu minh bạch trong cuộc bầu cử và việc này có thể sẽ dẫn tới một cái áp lực mới từ phía nga và sử dụng cuộc chiến tại ukraine như một áp lực chính trị nhắm vào cuộc bầu cử giữa mùa ở tại hoa kỳ đó là lời phát biểu của nico de hay là phát ngôn viên của một cái à, tổ chức gọi là Arben Hay à, và một, một trong những nhân vật được xem là giám đốc tờ tờ của tình báo cơ quan tình báo quốc gia trong thời gian gần đây cho biết là đã có một số những cái thay đổi và Nga đang có những cái chiến dịch nhắm vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt thì à, cựu lãnh đạo của chỉ huy trưởng của NATO cho rằng là khối Tây phương sẵn sàng phải có cuộc chiến với Nga À, Sơ có tên gọi là Richard Seraph, người đã từng phục vụ trong vai trò là nhân vật thứ hai chỉ huy trưởng của lực lượng NATO từ năm 2011 tới năm 2014, đã nói chuyện với một cái đài radio có tên là Tham Radio vào ngày thứ sáu, trong đó nói rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cần phải sẵn sàng cuộc chiến với Nga giữa lúc mà họ đang xâm lấn Ukraine và có thể sẽ phát triển cuộc chiến này. Ông Seraph đã lên tiếng nói rằng khối Tây phương cần phải có nhờ gửi những cái vũ khí hạng nặng cho Ukraine bao gồm luôn cả những cái trọng pháo tầm xa, à, những cái uh, hỏa tiễn và kể cả dàn hỏa tiễn phòng không cũng như xe tăng và một số những thiết giáp để họ có thể chống lại việc xâm lăng của nga. vị cựu chỉ huy của NATO nói rằng ông không tin rằng nga sẽ dừng lại cuộc chiến ở Ukraine và ông nói rằng là chúng ta cần vũ khí, vũ khí là vũ khí và vũ khí sẽ đối phó với sự tấn công này. NATO phải sẵn sàng cho cái việc mà gọi là cuộc chiến này nó tăng cao hơn và NATO phải sẵn sàng để đối phó với lại phía Nga. Đó là lời phát biểu của ông. À, ông Sudeep đã chỉ trích là NATO đã có một cái hành động được xem là và tương đối bạc nhược và đây là trường hợp tệ hại chưa từng có. Và việc à, cái trường hợp mà tệ hại nhất trong cuộc chiến là căn bản mà phía của NATO cần phải sẵn sàng là lúc nào cũng phải chuẩn bị trong tư thế mà cái cuộc chiến ở Ukraine là tăng cường độ và chúng ta phải có những cái hành động đối phó về mặt quân sự. À, trong đó thì à, ông không tin rằng Vladimir Putin sẽ dừng cuộc chiến của ông ta ở tại Ukraine và nếu à, không thắng được ông ta sẽ đi tới mức độ cao hơn của cuộc chiến nếu như mà ông ta muốn chiến thắng trong cái cuộc chiến này đó là lời khẳng định của viên chỉ huy trưởng của lực lượng NATO à, vốn là trước đây từ năm 2011 tới năm 2014 trong đó thì ông cũng lên tiếng chỉ trích sự bạc nhược à, thời gian gần đây của NATO trong lúc mà NATO đã không có sự hỗ trợ mạnh mẽ về các vũ khí hạng nặng cho lực lượng của Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự Ukraine ngày hôm nay trong khi đó thì Joe Biden nói chuyện với lại các cái nhà lãnh đạo của Nam Phi trong vấn đề giải quyết cơn khủng hoảng về lương thực giữa lúc đang có cuộc chiến tại Ukraine ông Tổng thống Joe Biden và Tổng thống của Nam Phi là Ramaphosa đã thảo luận về việc tác hại của cơn khủng hoảng tại Ukraine trong đó đã ảnh hưởng tới tất cả những cái vật giá trên toàn cầu bao gồm luôn cả cái vấn đề gọi là an ninh thực phẩm tại Châu Phi trong cú điện thoại ngày thứ sáu theo tường trình của tòa bạch ốc cho biết Tổng thống đã coi thúc đẩy cái sự gia tăng mạnh mẽ của mối quan hệ song phương. Đồng thời, những thách thức trên toàn cầu đã bị, bị bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến nga xâm lăng Ukraine vấn đề khí hậu toàn cầu và tất cả những cái uh, vấn đề liên quan tới mậu dịch, an toàn về sức khỏe uh, giữa cơn đại dịch của uh, COVID-19. Đó là một cái bản statement mà tòa Bạch ốc đã đưa ra và tổng thống cần làm rõ ràng là phải liên kết cộng đồng quốc tế để đối phó với sự xâm lăng của Nga và lãnh đạo uh, các lãnh đạo đã chia nhau về cơn khủng hoảng uh, nhân đạo đang diễn ra tại Ukraine và sự tác hại về cơn khủng hoảng về thiếu nguồn cung cấp toàn cầu, trong đó đặc biệt là an toàn thực phẩm của phi châu đã rơi vào cơn nguy hiểm và có thể dẫn tới một cơn khủng hoảng về lương thực tại Phi Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuốn sách đã công bố về sự đụng độ giữa bà Pelosi và các viên chức cấp tiến trong chính quyền của Joe Biden cũng như là một số dân biểu cấp tiến tại Hoa Kỳ đảng dân chủ đã bước vào một cái cuộc chạy đua gay gắt vào tháng 11 sắp tới đây trong cuộc bầu cử giữa mùa giữa lúc mà đảng dân chủ có nguy cơ sẽ mất quyền đa số tại hạ viện và có thể tại thượng viện thì một cuốn sách đã được tung ra cho thấy là có sự đụng độ khá mạnh mẽ giữa bà Nancy Pelosi và một số viên chức trong chính quyền của Joe Biden cuốn sách này sẽ được công bố vào ngày 3 tây tháng 5 trong đó cho 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 thấy là bà bà loxi đã có những cái hành động à, đối đầu với lại động lý văn phòng của tòa bạch ốc là ron clan và kể cả người đứng đầu cái à, bộ y tế và sức khỏe của hoa kỳ tức là bộ trưởng xavier à, xavier beressa à, cũng như là nhân vật gọi là cấp tiến cực tả trong cái à, quốc hội hoa kỳ là alexandria Ocasio-Cortez theo tường trình của tờ new york post và trong cái điểm này của thời gian của chúng tôi, tôi tôi không cần điều đó. Bà này đã từng nói với lại các cái thành viên gọi là cực tả ở trong Đảng dân chủ trong khi mà những người này đã bỏ phiếu chống lại bà trở thành chủ tịch của Hạ viện từ cái cuộc bầu cử năm 2021, trong đó nói rằng là cả, quý vị không thể trả cho tôi cả tỷ mỹ kim để có thể trở thành chủ tịch của Hạ viện. Bà ta đã có sự đụng độ khá mạnh mẽ với lại ông Clan và Bersera trong việc mà à, cuốn sách này đã công bố trong đó tiết lộ rất nhiều về cuộc đụng độ của bà Pelosi với những nhân vật được xem là cấp tiến và cực tả trong chính quyền của Joe Biden và kể cả trong hạ viện trong đó đặc biệt là bà Sa đụng chạm khá mạnh đối với lại à, Okaso Conte tức là nhân vật lãnh đạo của phe cực tả và xã hội chủ nghĩa ngay trong ở sàn à, hạ viện đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay tòa Bạch ốc bác bỏ những lo ngại cho rằng là ông Jordan có thể đã có dương tính với con siêu vi khuẩn sau khi mà ông ta tiếp xúc với bà Nancy Pelosi. Tòa Bạch ốc đã bác bỏ tất cả những lo ngại cho rằng ông Jordan đã có cuộc tiếp xúc gần gũi với bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày thứ tư và bà này đã có dương tính với con siêu vi khuẩn vũ hán và trong đó có thể là ông tổng thống cũng có thể sẽ có cái con siêu vi khuẩn này. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN thì người phụ trách về, về truyền thông của Tòa Bạch Ốc là Giám đốc Kate Bedingfield nói với lại sứ ngôn viên rằng là ông Joe Biden đã có chích chủng ngừa và đã có những bước cần thiết để mà bảo vệ cho bản thân của ông. Chúng tôi đã có những sự lưu ý và chúng tôi đã giữ cho ông ta an toàn. Chúng tôi vẫn giữ cho Phó Tổng thống an toàn kể cả đệ nhất phu nhân và, và kể cả... Uh, gà chồng của phó tổng thống và chúng tôi à, bảo vệ cho tất cả các nhân viên của chúng tôi. Betsy đã lên tiếng và nói rằng là à, cái cái việc mà bà Nancy Pelosi à, đã có sự à, tiếp xúc khoảng 15 phút và với lại ông à, à, với lại à, phía của cái cơ quan phòng chống dịch bệnh và do đó bà ta bị lây nhiễm và trong ngày hôm qua chúng tôi đã có rõ ràng là chủ tịch của hạ viện là bà Nancy Pelosi có tiếp xúc tuy nhiên nó không có gây ảnh hưởng tới sức khỏe của tổng thống trong lúc mà đôi bên có sự tiếp xúc gần gũi ở tại tòa Bạch Ốc. Đây là lời giải thích biện minh của phía tòa Bạch Ốc đưa ra giữa lúc đang có nghi ngại là ông Joe Biden có thể đã bị nhiễm Covid. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt, trong một cuộc nghiên cứu mới nhất, một phần ba dân chúng Hoa Kỳ đã cắt bỏ việc mua những cái trái cây để dành tiền mua xăng trong lúc xăng tăng khá cao. Gần một phần ba người dân Hoa Kỳ và khoảng trên 30%, đã cắt bỏ việc mua những cái trái cây trong cái sử dụng hàng ngày để bù tiền vào việc mà giá xăng tăng cao theo tường trình của trường đại học Winnipeg University đã đưa ra cuộc thăm dò người dân Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục phải chi trả giá xăng khá cao và ít nhất một trong bốn người dân Hoa Kỳ đã chỉ trích cái chính sách kinh tế của ông Joe Biden và buộc ông phải chịu trách nhiệm cho tình trạng lạm phát tăng cao này và Ít nhất là trong các cuộc uh, các cử tri độc lập họ cũng đồng ý là ông Joe Biden và chính sách của ông ta là uh, chịu trách nhiệm cho việc lạm pháp tăng cao và giá cả mọi thứ đều tăng cao. Và trong đó thì gần như là phía của đại, đại dân chủ thì đổ thừa đây là do cái lỗi của Putin xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên trong cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Quinnipiac University thì trong đó câu hỏi được đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm cho tình trạng mà giá xăng tăng cao và đó là do cái vấn đề cuộc chiến khởi động từ Moscow hay là chính sách kinh tế ở Washington DC và người dân Hoa Kỳ sẽ nghĩ thế nào? Và cuối cùng thì trong đó là người dân Hoa Kỳ trên 30% cho rằng là họ phải bỏ phải giảm tiền mua trái cây để bù vào tiền gas và riêng tại California Mức xăng trung bình là 6 Mỹ Kim vào tháng trước và mức trên toàn quốc hiện nay là 5 Mỹ Kim. Trong đó thì à, gần như là à, các người dân Hoa Kỳ đều quy trách nhiệm cho phía ông Joe Biden là chính sách kinh tế thất bại, chứ không phải là do cuộc chiến Nga xâm lăng tại Ukraine, mặc dù Tòa bạch Đốc và Đảng Dân Chủ vẫn đổ trách nhiệm cho phía Nga và Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã cảnh cáo các công dân là không bay tới Trung Quốc trong lúc mà họ có thể bị... À, chia đẻ gia đình trong lúc mà Trung Quốc đang kiểm soát đại dịch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng và cảnh báo tất cả những công dân Hoa Kỳ và những thường trú nhân của Hoa Kỳ là không nên bay tới Trung Quốc trong giai đoạn này giữa lúc mà Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát đại dịch đừng bay tới ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Hồng Kông hay là một số những nơi ở tại Trung Quốc, và đặc biệt là Thượng Hải, nơi đang bùng nổ đại dịch và chính quyền đảng chính quyền của Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát. Đó là một trong những cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ngày thứ sáu viết này. Nếu như công dân Hoa Kỳ bay tới đó, thì họ có thể sẽ bị cách ly gia đình, tức là con cái sẽ bị giam riêng và cha mẹ sẽ bị giam riêng nếu như họ có được cái bị dương tính hoặc là có dấu hiệu dương tính của cái con siêu vi khuẩn này chính quyền đảng cộng sản trung quốc đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ thành phố thượng hải để kiềm chế đại dịch trong lúc đại dịch đang bùng nổ một cách gọi là gần như là ngoài tầm kiểm soát của nhà nước cộng sản trung quốc và điều này đã khiến cho phía hoa kỳ e ngại rằng các công dân hoa kỳ khi bay tới trung quốc sẽ bị tình trạng phân biệt đối xử và sẽ bị cách ly giữa gia đình cha mẹ và con cái do đó cái thông báo của bộ ngoại giao đưa ra là không nên bay tới Trung Quốc trong giai đoạn này và đây là một cái giai đoạn được xem là bùng nổ đại dịch tại Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Theo khi đó một bài báo cho biết là lực lượng PLA của cộng sản Trung Quốc có thể là học khỏi cuộc chiến tại Ukraine và sử dụng lực lượng dân quân để tấn công Đài Loan đó là một trong những bài nhận định mới nhất đã được đưa ra bởi một số những chuyên gia về quân sự lực lượng pla của cộng sản trung quốc có thể học hỏi cái cuộc chiến nga xâm lăng ukraine bằng cách là họ sẽ học hỏi cái cách đối phó với lại dân nga với lại người nga của người ukraine trong đó chủ yếu dựa vào lực lượng dân quân đó là một trong những gì mà bắc kinh có thể làm đối với việc xâm lăng đài loan một trong những nhà phân tích chính trị và icl quý vị phân tích quân sự của trung quốc đã đưa ra à, một trong những bài học mà họ học hỏi được là cái việc mà cuộc chiến trên đường phố và trong đó là gần như là có thể có những cái bắn tỉa và kể cả có những cái hành động gọi là của lực lượng binh, binh sĩ của ukraine đã tìm cách loại trừ lính nga bằng các cái biện pháp của họ mà trong đó bao gồm là luôn cả cuộc chiến du kích và sử dụng cái lực lượng dân quân tức là người quân người quân đội mà núp trong dân. Đây là bài học mà Bắc Kinh có thể áp dụng đối với việc xâm chiếm Đài Loan khi mà sử dụng lực lượng dân quân này à, trà trộn trong dân chúng và tìm cách à, à, tấn công các cái lực lượng chính quy của Đài Loan. Đây được xem là một trong những lời à, nhận định của một chuyên gia quân sự của Trung Quốc đã đưa ra sau khi mà quan sát cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine và sự chống trả của người Ukraine nhắm vào lực lượng chính quy của Nga. Và điều này có thể dẫn tới việc mà phía của Trung Quốc cũng sẽ ngăn chặn lực lượng dân quân của Đài Loan nếu cần thiết và sẽ có những cái hành động được xem là cứng rắn nếu như xảy ra cuộc chiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của đảo quốc Đài Loan. Cùng một lượt được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Nhật Bản và Philippines hợp tác quốc phòng và giữa lúc mà Trung Quốc đang sợ hãi và có thể là có cái sự nghiêng về phía của khối đồng minh từ Philippines. Nhật Bản và Philippines đồng ý trong ngày thứ Bảy là sẽ duyệt xét việc gia tăng các cái hợp tác quốc phòng chống lại sự gọi là bành trướng của Trung Quốc giữa lúc mà Nga đang xâm lăng Ukraine cuộc gặp gỡ ở tokyo giữa hai quốc gia á châu vừa giữa gọi là hai cộng hai tức là bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao của philippines và của nhật bản đã gặp nhau để mà thúc đẩy cái việc gọi là à, hợp tác về quốc phòng giữa lúc mà nhật bản đang là một đồng minh thân cận của hoa kỳ tại á châu à, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng của cả philippines lẫn nhật bản trong ngày thứ bảy đã lên tiếng và đã tỏ ra có một cái à, lo ngại nghiêm trọng về tình trạng ở phía đông á và phía đông nam á và phản đối mạnh mẽ việc mà Bắc Kinh đã tìm cách quân sự hóa ở những khu vực này. Trong bản statement đưa ra, sau khi mà có cuộc gặp gỡ hai đối hai diễn ra tại Tokyo, các vị bộ trưởng đã lên tiếng và cho rằng là phản đối mạnh mẽ cái việc mà claim chủ quyền một cách bất hợp pháp, không có căn cứ của Cộng sản Trung Quốc ở trên Biển Đông. Đặc biệt là trong đó, họ nói rằng là những cái chủ quyền mà dựa trên những cái thuyết về lịch sử là điều không thể chấp nhận được bộ trưởng quốc phòng của uh, xin lỗi quý vị bộ trưởng ngoại giao của nhật bản là ông yoshimasa hayashi và bộ trưởng quốc phòng của nhật bản là ông Nobuo kishi đã gặp gỡ với lại ông teodoro Loxing, ngoại trưởng của philippines và ông Delphin Lorenzana là bộ bộ trưởng quốc phòng của Philippines để có thể thúc đẩy hợp tác về vấn đề quốc phòng giữa lúc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là uy hiếp Philippines trong các cái việc tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó, thì Bắc Kinh đã lên tiếng và nói rằng là Liên Hiệp Quốc không nên đổ dầu vào lửa sau khi mà Bắc Hàn thử nghiệm các cái hỏa tiễn của họ. Đại sứ của Trung Quốc tại Bắc Hàn là Lưu Sao Minh trong ngày thứ Sáu nói rằng: Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc không nên châm dầu vào lửa trong lúc mà Hoa Kỳ đang có nỗ lực theo đuổi để tìm cách cấm vận với một cái nghị quyết mới nhắm vào Bắc Hàn sau khi Bắc Hàn đã có những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo trong thời gian vừa qua. Ông Liêu, người đã viếng thăm Hoa Kỳ và gặp gỡ với lại người đặc trách phối hợp về cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ của tòa Bạch Ốc, đó là Kurt Campbell, trong đó thì ông ta nói rằng cần phải đóng vai trò tích cực hơn trong tất cả những vấn đề chính trị trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là việc mà cấm vận này sẽ là một cái hành động châm dầu vào lửa, khiến cho Bắc Hàn càng nổi điên hơn và càng thử nghiệm nhiều hơn, thậm chí là họ có thể thử nghiệm cả vũ khí nguyên tử. Trong khi đó thì đại sứ của đặc sứ của Hoa Kỳ tại Bắc Hàn là ông Shin Kim nói với các thông tín viên vào ngày thứ tư là ông không thấy được cái tình trạng gọi là thảo luận đầy tích cực từ phía Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu gay gắt giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ và đồng minh cũng như là Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái ngôn ngữ được xem là có vẻ như binh vực cho Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Đông Bắc Á ngày hôm nay. Trong khi đó thì giới ngoại giao Hoa Kỳ đã bắt đầu thúc đẩy việc mà dành vai trò cho Đài Loan trong Đại hội đồng Y tế Thế giới. À thứ trưởng đặc trách về về ngoại giao của Hoa Kỳ đó là ông Brian McKeon đã thúc giục là Đài Loan phải được gia nhập vào Đại hội đồng Y tế thế giới trong lúc mà ông gặp gỡ với lại phía của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới là ông tiến sĩ Teros đã đưa ra ngày thứ sáu ông McKeon nói rằng Hoa Kỳ hy vọng rằng Đài Loan sẽ được đóng vai trò quan sát viên trong cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc năm nay được dự tính diễn ra vào ngày 22 tây tháng 5 và lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới đang viếng thăm Washington để thảo luận về việc nỗ lực chống lại đại dịch cũng như là cải tổ cái hệ thống y tế của Liên Hợp Quốc theo tường trình của ông Kion cho biết và Đài Loan vốn đã có mặt ở tại cái Đại hội đồng Y tế Thế giới trong vai trò quan sát viên từ năm 2009 tới năm 2016 Tuy nhiên, họ đã bị loại trừ bởi áp lực của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2017 và giờ đây thì phía Hoa Kỳ đang vận động cả tổ chức Đại hội đồng Y tế Thế giới và tổ chức Y tế Thế giới phải để cho Đài Loan quay trở lại với cái tổ chức này. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới mà giới ngoại giao của Hoa Kỳ đã vận động cho Đài Loan. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương, người đứng đầu cái nhà băng Goldman Sachs ở Malaysia đã bị phán là có tội trong việc mà tham nhũng cái quỹ One mdb và cái tai tiếng mà cái quỹ ra xây dựng malaysia là, và đây là một trong những cái tai tiếng là liên can rất nhiều những đại gia của trung quốc một một bồi thẩm đoàn của tòa án liên bang hoa kỳ đã phán một À, giám đốc điều hành của à, Goldman Sachs là một công ty tài chính lớn nhất thế giới đặt trách ở tại Malaysia về tội hối lộ và âm mưu rửa hàng tỷ mỹ kim và biển thủ trong cái à, số tiền à, ngân quỹ gọi là 1MDB. Roger Ngô, 49 tuổi, vốn là người gốc Hoa, đã bị truy tố 3 tội bao gồm luôn cả vi phạm về luật chống hối lộ của Hoa Kỳ, cũng như có hành động hối lộ và tìm cách gọi là thao túng qua hành động rửa tiền ở tại công ty Goldman Sachs và vốn là công dân Canada và làm cựu giám đốc điều hành của công ty Goldman Sachs ở tại Malaysia. Ông ta đã bị can dự vào trong cái uh, nguồn vốn của cái quỹ gọi là 1MDB, trong đó là cái nguồn vốn này là để uh, tái xây dựng và xây dựng các hạ tầng cơ sở tại Malaysia và ông ta sẽ đối diện với án tù lên tới 30 năm. Đây được xem là một trong những nhân vật đầu tiên của công ty tài chính quốc tế đã bị kết án tù liên quan tới cái tai tiếng về quỹ 1MDB mà theo đó đã dẫn đến việc bắt giữ và truy tố thủ tướng của malaysia thời điểm đó là ông mohammad và trong đó thì đây là được xem là một trong những cái tai tiếng lớn nhất và gây ảnh hưởng cho cái thị trường tài chính không những tại á châu và kể cả tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới thời sự của cuối tuần này cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin cuối tuần này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel, tức là chương trình vô đề vào sáng Chủ nhật. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.